Vào ngày 30 tháng 8, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Yemen thông báo ít nhất 41 người đã tử vong trong trận lũ quét ở miền Tây nước này, trong khi các nỗ lực tìm kiếm người mất tích đang được tiếp tục triển khai. Các trận lở đất do mưa lớn gây ra đã phá hủy nhà cửa và doanh nghiệp ở huyện Mehan thuộc tỉnh Omanwit vào đêm 27 tháng 8, theo giờ địa phương, chôn vùi một số cư dân. Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Yemen cho biết trên nền tảng truyền thông xã hội X rằng có 41 người thiệt mạng và 17 người mất tích trong trận lũ tàn khốc sau những cơn mưa lớn và 3 con đập bị vỡ ở khu vực do lực lượng Houthi kiểm soát. Chúng tôi không thể di chuyển đến các khu vực lân cận như Hamdan, Habas và Zibla. Mực nước dâng cao đã khiến nhiều nhà cửa bị ngập lụt, buộc người dân phải đi sơ tán ở nhiều nơi. Cơ quan của Liên Hợp Quốc xác nhận 1.020 gia đình đã bị ảnh hưởng và hàng chục ngôi nhà đã bị phá hủy. Hiện công tác cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn do nhiều tuyến đường phải tạm ngừng hoạt động do nước lũ dâng cao. Nhiều trận mưa lớn đổ xuống các tỉnh vùng cao trong một tuần cũng đã ảnh hưởng đến tỉnh Hodeida lân cận trên bờ Biển Đỏ. Các ngọn núi ở phía tây Yemen sẽ bị mưa lớn theo mùa. Theo Liên Hợp Quốc, kể từ cuối tháng 7, lũ quét đã khiến 60 người tử vong và ảnh hưởng đến 268.000 người trên khắp Yemen.